Chân thành cảm tạ hai cô, xin mời hai cô về vị trí của cái ghế ngồi. Người mở đầu chương trình ngày hôm nay xin mời vị thượng trước trong chương trình của thứ bảy mà Ashley mình phát vào chủ nhật. Trước khi đi lễ nhà thờ, xin mời nữ ca sĩ Khánh Thu Thủy ready cho chương trình.